An Trĩ Vương xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón. Nay đã có thêm An Trĩ Vương Treo, hiệu quả đã được chứng minh. Cái gì vậy trời? Rồi, mời hai bạn bắt đầu. Con bự quá vậy trời. Cái gì vậy trời? Có đồ bánh gì hả? Vô ôm hoài vậy? Cứ ôm hoài. Ôm 20 lần hả? Không được ôm bao nhiêu lần nữa mà ôm hoài đã giờ. Không, chắc đủ rồi nhưng mà ráng ôm thêm á. Nghĩ vậy á. Mỗi lần ôm cái không xù đầu mà ôm hoài. Cho em chia sẻ xíu, đây là lần đầu tiên em được quay chung số với anh. Thì trước đó thì em có xem mấy cái YouTube của anh rồi. Em rất là yêu mến anh cho nên là cho em này. Cảm ơn em. Rồi anh biết đây là thử một trong hai thử thách của tụi em đúng không? Dạ, đâu có đâu. Không có, bắt tay em cái. Gì em với chị bắt tay gì nữa? Bắt tay mình là chị em trong sân khấu với nhau. Rồi em bắt tay đâu. Rồi, anh có thể đọc luôn cái thử thách của tụi em luôn rồi đó. Dạ, anh đọc đi ạ. Là một bạn là làm thế nào để bắt tay ôm anh Coleman, một bạn thì làm thế nào để anh Coleman từ chối. Dạ, em xin trả lời anh luôn là anh sai rồi ạ. Hên xui đi. Tại vì là chị đúng. Để em mở chén. Ủa chưa ăn, mở anh chị. Thôi cứ mở đại em mở cho bạn. Bữa nay tới đây ngủ nước xong mình đi về, mình đâu có ăn uống gì đâu, mở anh chị trời. Vậy thôi vô đi, vô cái 1, 2, 3 vô. 1, 2, 3 vô. 1, 2, 3 vô. Cạn nghe 100% nha. Bây giờ hát đi, chuyển qua hát đi. Hát nói từ, thôi nó nói đít nhau. Hát nói đi, hát nói đi. Chơi hát nói đi. Ai thắng thì mình sẽ nhận được một phần quà chương trình. Chơi đi ha. Hát nói là hát trời. Từ cuối của cái từ đầu. Từ cuối của cái từ đầu hay là cái âm? Từ cuối á. Từ cuối luôn đúng không? Rồi. Quản chủ sẽ hát trước mới công bằng. Thôi em cho em hát trước luôn á. Trời, hát trước. Đi theo dòng này hả? Rồi, người chiến thắng sẽ được nhận được 500.000. Mà không phải của chương trình nha, của Coleman nha. Rồi em hát trước đi. Em sẽ hát trước. Hát không đúng một câu đầy đủ nha chứ không hát nữa. Thí dụ qua lối nhỏ cái ngừng là chết người ta luôn á. Một ca hát hay lắm phải không? Dạ, hay lắm ạ. No. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong, lỡ làm người yêu không, thế thì có xứng đáng hay không? Anh biết rằng anh sai. Sai. Anh biết anh sai, vậy tới em á. Ủa, tới anh đi, lại đi. Đi vòng này đi ngược lại kìa, tại sai anh không biết hát rồi anh ở đây đi. Sai. Sai. Em lấy từ S hay là lấy luôn cái âm, lấy từ sai? Không lấy nguyên từ luôn. Nguyên từ là khó lắm á. Tương tự khó hả? Nhưng không thể nào tha thứ người làm tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Thế. Thế thôi. Không, cái từ nhưng nếu mà đúng chưa vậy là khó nha. Vậy khó. Thì coi như vậy là thua, bị loại, anh em chơi tiếp. Đó, giờ chỉ còn hai người thôi. Một là anh mất 500. Ủa, thử mấy ngủ. Ủa gì? Thôi từ thế. Thế à? Thôi giờ làm lại đi, làm lại từ đầu đi. Bây giờ mình làm lại từ đầu đi. Okay. Hát lại rồi, em hát trước đi, em hát trước đi. Hát lại bài đó nữa nha. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong, lỡ làm người yêu không. Khóc. Dễ ạ. Khóc. 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 Rồi ngồi đó khóc luôn. Khóc cho vơi đi những nhục. Ôi, ghê chưa. Nói cho quên đi những tội tình, đời con gái cũng cần dĩ vãng. Tiếp anh tiếp. Mà em tôi chỉ còn tương lai. Trời, like. Like cái gì? Đã bài hát nào mà mở màn bằng từ like. Like, 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 like. Anh biết được không à? Khó à. Thôi coi như xong, mình cũng không mất đồng nào. Và mình cũng đã chiến thắng cái thử thách mà ban tổ chức đã giao cho Coleman là làm sao cho Puka hát hai lần. Tính ra là nãy chị không chơi là tốt nhất rồi.
Tại em. Tại em. What? Thì sao tại em? Em không hát mà. Ủa em mới hát có một lần à. Em mới hát có một lần thôi. Là có một bài. Một bài. Em hát một bài. Sao mà cái ảnh kia kia thử. Một bài mà. Mình là hai bài mới đúng chứ. Em sẽ hát trước. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong. Thôi giờ làm lại đi, làm lại từ đầu đi. Bây giờ mình làm lại từ đầu thì đi. Thì okay. Phải hát lại. Đây, hát trước đi, hát trước đi. Hát lại bài đó nữa nha. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong. Ta thật sự à mà thôi. Vô nữa hả? Vô. Thôi lỡ ủng hộ cho em thắng luôn đi. Giờ vô một cái phải ôm một cái. Nhưng mà một mình em ôm chị có tác dụng gì đâu. Hai người ôm mới được. Ừ, hai người ôm nhau mới được. Để chị ôm em cái. Để chị ôm em cái. Chị ơi thì mình. Vừa ăn mà mình phải vừa nhìn ngó rồi đó mọi người đó. Bữa ăn này vất vả quá. Bị về chừng á. Rồi, đó, nhớ nốt giá vô, nhớ nốt giá vô nha. Đừng quên nha. Đây. Vừa ăn vừa phải động não làm việc, có gì nó cân bằng được. $159. Hả? Rồi, đó, nhớ nốt giá vô, nhớ nốt giá vô nha. Đừng quên nha. $159 Có mày quá vậy. Ây da. Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Anh 145 nghe. Em nguyên mấy? Chị 159, anh 145, 150. Chơi đẹp luôn, đàn anh chơi đẹp luôn. Phúc bình luôn. Em chơi đẹp luôn, em đưa cho khán giả coi luôn. 159, anh 145. Nhưng mà mấy món sao em giấu nha. Vô ạ. À. Chúc mừng món thứ vô nhất đã ăn hết. Vô quậy trời. Cái này chắc bị 10 lần quá, sao bị vô quậy. Tức ghê á. Chị đã nói là không phải rồi mà. Thôi vậy ôm em cái đi. Nè. Ôm một ly hả? Dạ. Cái gì vậy trời? Rồi, mời hai bạn bắt đầu. Ui, con bự quá vậy trời. Cái gì vậy trời? Cái đồ bánh đĩa hả? À. Vô ôm hoài vậy? Cứ ôm hoài. Ôm 20 lần hả? Không được ôm bao nhiêu lần nữa mà ôm hoài đã giờ. Không, chắc đủ rồi nhưng mà ráng ôm thêm á. Nghĩ vậy á. Mỗi lần ôm cái không xù đầu mà ôm hoài. Rồi, thôi mình tự làm đi ha. Em làm cho anh nè. Ôi, trời ơi. Đây, tình cảm em ôm anh nhiêu đó là đủ rồi. Anh hiểu tình cảm, anh hiểu tình cảm của em với anh rồi. Anh nhắc dù ơi, em mới nhớ, chưa thật đủ. Thật ra đây mới là thử thách của nó nè. Đây là gấp đồ ăn cho hai người mới là thử thách. Rồi, anh nghĩ vậy chắc vậy quá chắc. Cho nên là đừng có cho gấp. Phải ôm một cái nữa rồi. Thôi, rồi, cảm ơn em nha. Thôi, anh ôm ngược lại. Thôi, cảm ơn em nha. Thôi, anh ôm ngược lại. Thôi, anh ôm ngược lại. Chị gấp ngược ra nha, chị gấp vô lại là chị gấp. Đừng ôm nữa. Từ đó, thử thách là gấp đồ ăn một cái xong ôm một cái hay sao?